Ok, hello anh em Chào anh em đã quay trở lại với channel của anh Lương Vịt Và hôm nay là phiên giao dịch ngày 25 tháng 1 năm 2024 <laughs> Giờ này gần Tết chắc anh em bận rộn Nhất là mình cũng rất là bận rộn Tết nhất uh, Trong phiên thì không có thời gian theo dõi nhiều Vừa mới về nhà thì cũng phải dành khoảng một tiếng ra để backup lại toàn bộ Backup lại toàn bộ xem là thị trường nó có diễn biến gì không Tại vì là mình cũng biết là trong mấy vài phiên tới nó cũng chẳng có thay đổi gì nhiều đâu đặc biệt là sáng ra nhìn thanh khoản là cũng đã nắm được tình hình rồi anh em có thể thấy hôm nay thanh khoản thị trường 11.300 tỷ rất là thấp rất là thấp nhỉ với cái thanh khoản như này thì anh em không đòi hỏi là nó nó có thể bùng nổ được quá là mạnh hay có thể là nó giảm quá là mạnh khó lắm hồ sập với hồ tăng mạnh đoạn này khó mình xin em mấy nước gần tết nhậu nhẹt tương đối nhiều nhậu nhẹt tương đối nhiều bây giờ anh em khách còn gọi đi nhậu cả trưa nữa Đấy, nên là cũng cũng cố gắng giữ sức khỏe nhậu cũng chỉ là một hai ly thôi chứ nó không quá là kinh khủng chứ bây giờ ai cũng nhậu cứ uống không say không về thì có mà tết này chắc ối giời ơi, ôi ối giời ạ à, đứt luôn ok à, đi vào thị trường ngày hôm nay có một cái rất hay đó là thị trường ngày hôm nay chúng ta xem qua liên thị trường trước Hôm qua thì nó có một cái chỉ số là chỉ số PMI của Mỹ ra thì sau khi chỉ số PMI của Mỹ ra thì nó cho thấy là nền kinh tế của Mỹ nó vẫn đang tương đối là khỏe, lãi suất cao nhưng mà rất là khỏe. Mặt bằng lãi suất cao, duy trì cao nhưng mà lại ông lại khỏe. Ông lại khỏe. Vì thế nó làm cho nhà đầu tư kỳ vọng rằng cái việc mà tăng lãi suất trong tháng 3 nó sẽ à giảm lãi suất trong tháng 3 nó khó. Vì lãi suất đang cao mà kinh tế vẫn khỏe thì giảm lãi suất làm gì? đúng không? Thì người ta vẫn kỳ vọng vào tháng 5 thôi. Thì tháng 3 nó giảm từ tuần trước, tuần trước nữa thì nó rơi vào khoảng 70 mấy phần trăm, 76 phần trăm những người kỳ vọng giảm lãi suất 0,25 phần trăm. Bây giờ nó chỉ còn có khoảng 44 phần trăm thôi. Đấy là cái điều mà anh em cần phải lưu ý. Tuy nhiên phải xem diễn biến của liên thị trường nó biến động như nào thì liên thị trường hôm qua Dow Jones thì đi ngang, chưa có vấn đề gì cả. chỉnh rất là nhẹ nhàng, S&P 500 vẫn tăng. Đúng không? Châu Âu hôm qua điều chỉnh nhẹ một chút. Nhưng mà châu Á là người hay. <laughs> Cứ hoàn là một cái thú vị, tối qua chúng ta nói cái câu chuyện hôm qua chúng ta nói cái câu chuyện đó là Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Ai chưa xem xem lại like tối qua. Dự tỷ lệ dự trữ bắt buộc um, giảm 0,5 điểm phần trăm cho các ngân hàng thương mại từ tháng 2 năm 2024. Tức là còn khoảng tuần nữa thôi. Thì ngay sau đó xong thì chúng ta có thể thấy hàng sen tăng khoảng gần 3% trong quả. Hôm nay tăng tiếp khoảng 2%. Tăng tiếp khoảng gần 2% được yeah. Như vậy là tất nhiên là vẫn sideways down thôi. Đấy anh em xem cái chart form của nó sideways down này. Sideways down từ đầu năm tháng 2 năm 2021 đến bây giờ. Thì đợt vừa rồi là Trung Quốc về đúng cái đáy. Cái đợt mà tạo đáy cùng với thế giới, cùng với Việt Nam đấy. Cái đợt đấy tạo đáy chung toàn cầu đấy. Thì anh em có thể nhìn 14.800 này, 15.000 này. Đấy, thì về đúng cái đáy đấy. Sau đó bật lại và từ đáy lên khoảng 10% trong vòng khoảng, khoảng 3 phiên. 3 phiên 10% là mức tăng rất là kinh khủng ấy nhỉ mức hồi phục kinh khủng đấy thì ông hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đấy. mặc dù là đợt vừa rồi là cũng dính nhiều tin liên quan đến suy giảm dân số hay là không giảm lãi suất nữa nhưng cái cái việc mà ông hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc ấy nó gây lên cho cái thị trường tài chính nó, nó hưng phấn ngay trở lại đúng không sang hai cũng tăng khoảng 3 phần sang hai làm cây đóng thẳng tắp lên luôn đúng không rất là dứt khoát đây là một tín hiệu tích cực Tại vì đây là ông hàng xóm của nhà mình Đơn giản cả nhà chỉ hình dung như thế thôi Thằng hàng xóm nhà mình nó hát hơi sổ mũi thì mình cũng đứt Thị trường chứng khoán thằng hàng xóm nhà mình nó không tăng Thì mình cũng không có chuyện là đòi tăng được ngay đâu Thằng hàng xóm nhà mình nó cực kỳ quan trọng Ở Mỹ mình xuất khẩu sang Trung Quốc là lớn nhất Đó là thị trường số 1 của Việt Nam xuất khẩu Thứ hai đó là thị trường Mỹ Anh em nên nhớ như vậy Tức là mình giao thương với Trung Quốc là rất nhiều Sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với mình là cực kỳ lớn Ví dụ bây giờ thằng Trung nó mà đánh thằng Đài thế nhá Chỉ cần như vậy thôi Là anh em chỉ có vã lô thôi <laughs> Anh em cứ nhớ đến cái đợt 2014 Nó kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 Việt Nam đi Xem thị trường Việt Nam như thế nào Là anh em biết nó mà đánh thằng Đài thì còn kinh khủng nữa Vì thế nên là thằng Trung Quốc nó ảnh hưởng cực kỳ lớn Vì thằng rằng hàng xóm nhà mình cố gắng cầu Cầu mong cho nó làm sao nó đừng hắt hơi sổ mũi Thì Việt Nam mình ngon anh em thấy xuất khẩu thủy sản các thứ sang Trung Quốc đợt rồi kém bao nhiêu luôn rất kém đúng không anh thủy sản coi như là năm nay gọi là triệt dí trung quốc hát hơi sổ mũi ok đấy là cái câu chuyện liên quan đến liên thị trường thì liên thị trường mình thấy vẫn đang rất là bình thường chưa có cái vấn đề gì cả yeah, chưa có vấn đề gì cả mọi thứ nó vẫn đang diễn biến tương đối là bình thường mình nghĩ anh em nên tập trung vào thị trường việt nam nhiều hơn thì thế giới nó vượt đỉnh nó tăng rất là kinh chúng ta tập trung vào thế giới quá nhiều nhưng bây giờ thế giới nó vượt đỉnh nó tăng quá gác rồi. Đúng không? Đô đêm qua thì điều chỉnh. Đô chỉnh nhẹ một chút, đúng không? Đô chỉnh nhẹ quanh 103 cộng. Quanh 103 cộng sau khi mà euro với bảng tăng. Ok, đi vào thị trường Việt Nam hôm nay thanh khoản thị trường ngưỡng 11.300 tỷ. Nước ngoài hôm nay giao dịch bán nhẹ một chút sau chuỗi 10 phiên mua dòng thì hôm nay có phiên bán dòng 136 tỷ. Cũng chủ đạo là bán trụ thôi. Tự doanh hôm nay thì chưa có dữ liệu. Thanh khoản thị trường hôm nay ngưỡng rất thấp. Đấy, hôm qua chúng ta giao dịch khoảng hơn 700 triệu cổ hôm nay giao dịch khoảng hơn 500 triệu tương đối là thấp anh em mình nghỉ tết đi anh em đa phần là nghỉ tết rồi đúng không xác định là nghỉ tết rồi đúng không <laughs> ok nếu mà nhìn mà thuần vào đây thì chúng ta thuần về chỉ số chúng ta không có nhiều những cái ý kiến có vẻ như cái đường mà vẽ của chúng ta dự kiến của chúng ta về thị trường nó đang tương đối là chuẩn xác nó đang là tương đối là chuẩn xác và nó đi tương tương khá là tương đồng cái đường màu tím này là cái đường mà chúng ta dự báo về thị trường giai đoạn này từ cái đoạn đáy này nhá đoạn này thì nói thật với anh em là mình bắt đúng đáy bắt đúng đáy luôn chỗ này ấy. đây biên dưới này nhưng mà ăn thì ăn không nhiều không có ăn thậm chí là hòa nhiều con hòa chứ nhiều con đang ăn rũ đấy chứ không phải không không có ăn vì mình không đánh bệnh đấy không có ăn mấy nên mình rất kỳ vọng trước tết sẽ có một cái nhịp tăng đâu đấy khoảng 7% phần trăm bảy phần trăm cổ phiếu nhé tại vì thông thường ấy anh em cứ nghĩ đơn thuần là có phải vốn thì nó kéo được nhưng mà thông thường kéo đâu không nhất thiết phải cần vốn kéo không nhất thiết phải cần vốn ví dụ dòng tiền nó mà ít như này thì mỗi ngày nó luân phiên một nhóm đúng không ví dụ mình đang kỳ vọng tương đối nhiều vào nhóm thép tương đối nhiều vào nhóm thép mà bất động sản đúng không chứng khoán thì mình cũng có nhưng mà chứng khoán dạng này thanh khoản thấp quá thì mình sợ nó chưa lên ngày bất động sản thép đầu tư công đang là một trong những cái nhóm mà mình rất là kỳ vọng form quá là đẹp đúng không các form rất là ok quá là ổn à <laughs> tích lũy quá là lâu rồi dụ có tích lũy có đúng không cái thị trường thì vẫn đang hướng tới cái gap down một nghìn cộng chưa có thay đổi sự biến động sẽ không quá lớn cả nhà thấy có biến động lớn không khó lắm Mày, âm 5, âm 7 điểm có tăng 5, tăng 7 điểm có nhưng bảo tăng 10 điểm khó báo giá 10 điểm khoai. Ờ chúng ta phải nhìn thẳng với vấn đề nó là như vậy. Cái giai đoạn thanh quả thấp như này cả nhà trải qua anh em mà đánh sideway thì anh em trải qua thường xuyên luôn. Ai mà đánh cần Tết khoảng 4 năm, 5 năm thì nó tương đồng như vậy. Gần Tết nào nó sẽ kiểu kiểu như thế. Nó sẽ kiểu như thế này. Và nó khó biến động mạnh lắm. Mà tất nhiên nó sẽ có một hai phiên là anh em bảo anh em chốt lời ví dụ tuần sau khi mà nó hứng lên chẳng ạ, nó hồi lên lại nhé. Từ tuần sau chẳng ạ? đây này ví dụ nó bật ma 10 ở đây rồi sau bắt đầu nó về đây bắt đầu nó có những cái cây như này nó có những cây hồi lên như này nhá thì bắt đầu anh em về đây này nó rơi đây này, này xong có thể nó test lại đây nó tạo một cái biên ở đây đấy thì những cái vùng này sẽ bắt đầu có những cái áp lực chốt lời này anh em sẽ chốt vào những cái vùng này khi các ông chốt ở những cái vùng đấy thì nó đồng thời nó cái việc đó là cái nguồn cung của cổ phiếu nó không còn quá là nhiều đấy, ai nghỉ tết đa phần người ta sẽ dình những cái nhịp đấy ví dụ tuần sau nó chỉ cần hứng lên nó nổi lên nó test lại khoảng một một tám x rồi là các bố là ví dụ có áp lực bán là được bố thi nhau các bố bán thi nhau bán thì nó tạo ra một hay hai phiên điều chỉnh canh những cái phiên đó để mua thì ok nhá yeah. còn thị trường nó đi ngang nó cho anh em chốt thoải mái mà anh em cũng muốn chốt đúng rồi chốt đi nghỉ tết đi đúng không nó đang cho anh em chốt đấy thị trường này ai bảo ví dụ anh bảo là anh ui anh anh phải chốt anh nghỉ tết tôi anh chốt đi nó đang cho anh chốt mà nó đi ngang nó có xấu đâu thậm chí sáng ra nó còn hưng phấn cho anh anh có muốn chốt hay không vấn đề là anh cũng tham cơ <laughs> anh phải chờ một tí cơ đấy, vì thế mình nói là kiên trì yeah. còn nếu xác định là ở ngoài xác định ở ngoài luôn đi ở giai đoạn này ấy, mình khuyên anh em quan điểm của mình mình khuyên thì anh em nên giữ khoảng ít nhất 50 mươi cổ phiếu của tài khoản ra tết đã phải đua lạnh sự là như thế ra tết nó có sóng lại phải đua lạnh nhá yeah. ấy tùy anh em thôi cái đấy là tùy anh em nhá yeah nếu mà anh em đánh chuyên nghiệp thì anh em vào một cục anh em ra một cục cũng được nhưng mà với mình đoạn này mình luôn cầm 50 phần trăm hàng ít nhất là như thế mình thì mình cho anh em cầm 70 80 phần trăm hàng và hầu qua tết ok đấy là về thị trường không có quá nhiều câu chuyện nói về thị trường giai đoạn này nhưng nó sẽ là những cái câu chuyện chúng ta bàn về tuần sau khi mà các nhóm bắt đầu nó sẽ luân phiên khi mà dòng tiền đầu cơ cuối cùng nó thoát ra khỏi thị trường chỉ còn những người hâu thôi ấy thì khi đó những cái dòng tiền người ta vào người ta muốn mua hâu qua tết thì nó sẽ đẩy cổ phiếu đi lên và chắc chắn anh em mua sau tết không có giá rẻ hơn trước tết đâu khả năng rất cao là như thế vậy thì có mà ai anh bán hết thì nhà cái chơi với trẻ con à <laughs> yeah. ok hôm nay chúng ta xem về cổ phiếu đi banh chúng ta có hôm qua chúng ta nói về banh chúng ta nói đến shb cũng đã nói rồi đúng không? chúng ta đã nói đến shb tích lũy đúng không nếu anh em muốn mua sau thì anh em có thể cân nhắc shb cũng ok cũng ok Ngày HB mà tăng thì SSS còn lâu mới chết <laughs> Hãy tự doanh ông Ss thì ông cầm Anh em biết tự doanh SSS cầm con gì không? Cầm SHB là một Cầm con TCD là hai Cầm con EIB là 3 Cầm con Con gì nhỉ? MWG FRT <laughs> thì <laughs> thế đây là mấy anh em mà mà, mà cầm SHS của mình đang nói trêu mấy anh em khách hàng rồi tại vì khách hàng của mình mình cho cầm SHS đó còn nốt thêm danh mục cả đây MBS, SNI, SHS và Vic. cho à, anh em cầm tương đối là nhiều SHS tại vì mình pick con này nhá ok đấy để anh em hình dung phải biết tự doanh của nó cầm cái gì con nào đánh tự doanh tại vì sao đoạn này mình không đánh mình không đánh môi giới à mình không đánh theo kiểu là thị phần môi giới cái này thì mình chỉ chia sẻ với khách hàng khách hàng của mình thôi nhá khách hàng vip ấy vip của mình ấy nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ cộng đồng là như này càng ngày ấy, thì trong cái nhóm chứng khoán nó chia làm hai loại nhóm một là nhóm đánh theo kiểu anh em đánh theo kiểu lợi nhuận của nó là từ môi giới phí giao dịch hoa hồng hai là nhóm lợi nhuận của nó đến từ tự doanh nếu anh em đánh từ phí giao dịch hoa hồng thì cái độ tăng trưởng của nó về mặt thứ nhất là tăng trưởng về mặt số lượng môi giới là cực kỳ quan trọng cái thứ hai tăng trưởng về mặt thanh khoản là cực kỳ quan trọng không có thanh khoản chết cái số ba cái sự tăng trưởng về mặt thị phần là rất quan trọng mở tài khoản giao dịch là rất quan trọng những cái thứ đó cái gì cứ ảnh hưởng đến cái doanh thu của phí giao dịch là phải ảnh hưởng đến lợi nhuận của nó thì những anh em mà đánh theo cái trường phái đấy thì nó sẽ tương đối là an toàn và nó từ từ Còn như anh em mà đánh phiêu hơn Thì anh em hãy đánh theo kiểu tự doanh Con nào thì tự doanh giỏi thì đánh Thì nó sẽ gây lên cái lợi nhuận Nó sẽ không tăng trưởng đều Nhưng mà nó sẽ đột biến Có những giận thả quý nhá Rảnh rất là kinh luôn Có lãi vài trăm tỷ luôn Thì có thể lợi nhuận của nó Cổ phiếu, giá cổ phiếu có thể tăng 30-50% Trong vòng một thời gian rất ngắn Để nó phản ánh vào báo cáo tài chính quý Nó là như thế Ví dụ anh em thấy con Dabaco nó tăng một cái thời gian mà con VDS nó cũng tăng dã cả man luôn đấy Đoạn này con Dabaco tăng này, con VDS nó kéo này. Chả con VDS không có gì con Dabaco luôn. Đấy là để anh em hình dung. Đấy là chúng ta có hai cái lựa chọn. Yeah. Mình thì mình không khuyến nghị, khuyến khích anh em lựa chọn theo lựa chọn nào. Nhưng mà chúng ta phải hình dung là đánh phiêu phiêu thì anh nên chọn cái 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 cái, cái, cái số 2. Đánh theo kiểu nó có tự doanh giỏi. Nó đánh đấm nhưng mà đồng nghĩa với việc nhé. Nó sẽ rủi ro khi mà thị trường xấu ấy, thì tự doanh chết hết, xấu tự doanh chết hết, nhá. Yeah. thì đấy là cái rủi ro của nó, thì anh em phải lưu tâm, anh em phải lưu tâm. còn ai mà đánh theo kiểu phí môi giới, ấy, phí giao dịch, ấy, cái nhóm chứng khoán mà theo kiểu phí môi giới, phí giao dịch, ấy, thì bây giờ nó cạnh tranh khốc liệt lắm, yeah. có chỗ miễn phí 6 tháng giao dịch, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, à khoai đấy là biên lợi nhuận gần dần nó sẽ bị cứa vào cứa vào máu ấy và nó thu hẹp lại tất nhiên công ty nào cũng có tự doanh hết tự doanh là gì là công ty chứng khoán đấy tự kinh doanh cổ phiếu gọi là tự doanh nhiều anh em chưa biết nhé đấy ok đấy là tùy anh em thôi anh em lựa chọn thôi yeah. ok đấy là nói qua bổ sung một tí để cả nhà hình dung qua một chút rồi ok đấy là về câu chuyện về nhóm banh ctg không vậy hôm qua mình nói nhóm banh rồi tịch lũy rồi còn lâu mới chết đừng có mong nó chết đâu nó chết đâu nhóm banh không chết đâu tiền nó vào lớn lắm bây giờ anh em trông nó nó chết nó sẽ chết theo kiểu này nhé tức là nó có điều chỉnh nó điều chỉnh theo kiểu này ba con tăng thì bốn con giảm ba con giảm luôn luôn nó cân bằng nhau chứ không bao giờ cả ngành đứt tại vì tiền nó đã vào cả nhóm rồi đợt vừa rồi là sóng banh nhé. tiền nó đã vào cả nhóm ngành anh em thấy tiền vào này tiền này là tiền vào cả nhóm nhé chứ tiền không phải là vào 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 theo kiểu là vào một hai con Beat này bit này đúng không STB này đúng không tech này đúng không vietcom này đúng không vb này mb này acb này ctg này tiền nó vào cả nhóm nó nhảy lộn ngược này. đúng không liên việt này có phải vào một con đâu đấy mới là cái quan trọng Đấy, vì thế nên là cứ con này điều chỉnh con kia lên giữ chỉ số rất là tốt mình đã nói rồi nhóm banh mà là mà đi lên rồi thì anh em cứ yên tâm mà anh em công tác chọn lọc cổ phiếu mà đánh và kiên trì với nó nhá yeah. ngồi lo lắng nhiều đâu thực sự là như thế cái thứ hai là nhóm chứng khoán chứng khoán này chúng ta có CTS CTS thì vẫn là nền vẫn là nền chứng khoán thì chưa bứt được nền ngoài HCM ngoài HCM top 1 phải là HCM BSI top 2 thì là MBS top 3 là những cái cổ phiếu còn lại SSI, SHS đúng không? Đấy. rồi VND đấy, MBS tại vì sao? tại vì nó lên được đến đỉnh cũ rồi đấy, lên đỉnh cũ rồi từ cái điểm mà chúng ta pick là dưới 23 đấy cả nhà bây giờ đã có 24.7 rồi thì ăn đường giá cũng được 3-4% nhưng cũng gọi là rất là khỏe đúng không? với cái kiểu đánh sideways up như này nhá, cẩn thận nó sẽ làm một cái cây tăng bụp phát lên đây như này này nó có tích lũy đủ nó làm một cái cây như vậy đấy các ông ạ không phải đùa đâu nhá yeah. mbs rất là khỏe hcm không vậy cái tích lũy shs vẫn đang đi ngang nền đúng không nền chồng nhìn nền <laughs> sợ luôn đi chứ đúng không chết ta không chết nhưng mày đòi có ăn thì chưa chắc Mày không kiên trì mày không có ăn đâu Nhưng mà chết chắc chắn là tao không chết Nhưng mày đòi có ăn là khó có ăn lắm Chưa có ăn được đâu Đấy. Bây giờ mày bảo tao chết thì Không tao không chết Nhưng <laughs> Cho tao ăn không Không Thấy Giai đoạn thị trường đoạn này nó là như thế Tức là ôm cổ phiếu anh em sẽ có cảm giác đó là Mẹ bán nó không nỡ ấy. Mua thêm Mua thêm nhưng mà nó có rũ đâu mà mua thêm Nó có vượt đỉnh đâu mà gia tăng Tức là nó không đạt được cái tiêu chí nào để mua thêm Nhưng mà bán thì lại không nỡ Vì nó cũng chẳng vi phạm mà bán é Giảm phần trăm bán quái Quanh tham chiếu bán quái Toàn hàng thăm dò toàn hàng vị thế Đúng không? Mà vẫn còn tiền Thì bán làm gì? Trạng thái của anh em đang như thế Bán thì không nỡ Mua vào thì nó không có điểm nó cứ bảo là điều chỉnh đấy Nhưng cổ của mình có chỉnh về điểm mua đâu mà đòi mua Rũ thì không ra rũ Nó cứ là vào thôi Thế nó mới cày Đấy là phiên tích lũy yeah. Nó luôn luôn tạo sự chán nản Sự hoài nghi, sự chán nản yeah. Trước một sóng tăng nó luôn luôn là như thế Luôn luôn là như thế yeah. ba tháng này chán nản VCI tích lũy lại này. FTS cũng vậy Lại tạo nền tiếp này. E Ed Ai anh vậy Toàn nền nền Chứng khoán nó nền nền <laughs> Sợ thật. Thép này rất là tốt Nam Kim tốt này Về mấy 10 bật Nam Kim này Về cái đường sai web giữa này Bật này Rất tốt Tiếp tục tạo một cái nền ngắn ở đây Quá ok luôn HSG này Form đẹp quá Form này đánh ngày mai Vượt đỉnh như còn gì nữa Đúng không ai à, vẫn đỉnh được còn gì nữa Ý kiến đi cò gì Đúng không? Đánh quá đẹp Mình rất kỳ vọng nhóm thép đoạn này Mình đã thăm dò nhóm thép rồi Mình thăm dò không phải phiên này Mà cái phiên đầu giờ Cái phiên ngày 22 tháng 1 đây này Mình đã thăm dò rồi Mình thăm dò nhóm thép rồi Và mình đang chờ đợi Rất chờ đợi Cái sự bùng nổ của nhóm thép Tại vì nhóm thép nó phải vượt biên đi Vượt rất khoát lên Thì anh em khác Nó mới nhìn vào bất động sản Nhìn vào chứng khoán Nó nhìn vào nó mới Nó mới phiêu được Yeah, phải có nhóm đi đầu đã mở đường đã cả nhóm ấy nó phải mở đường chứ không phải những cái cổ phiếu riêng lẻ nó mở đường cả nhóm ngành nó phải mở đường hsg bây giờ phải châm lên 24 đi đúng không hòa phát bây giờ phải châm lại 29 đi là anh em sốt ruột ngay đùa ngay đúng không nam kim giờ phải vượt đỉnh tiến 26 đi anh em sốt ruột thì em vào đua đâu các nhóm khác mới lên được <laughs> đúng không bất động sản hôm nay chúng ta có nhà từ liêm nhà từ liêm sau khi ra báo cáo tài chính đúng không nhà từ liêm đánh đoạn rồi cũng azan con này thì mình không chơi không chơi tại vì là cái mức thanh khoản của nó tương đối là hạn hẹp nhé con này nó chỉ giao dịch uh, trung bình nó chỉ giao dịch có khoảng 400 trăm năm nghìn thôi đánh con này à, kẹt không thoát được anh em ạ nên là không dám chơi con này mặc dù biết là nó có chen đấy đây này nó có chen rõ ràng luôn khi mà nó còn đánh vượt cả đỉnh tháng 8 nó vượt đỉnh tháng 8 nếu mà điểm mua của nó mình đã pick cho anh em nhiều lần nếu anh em thích 26 này những cái điểm 26 này chính là điểm mua vượt đỉnh test lại này đúng không còn lên lên đây rồi thì mua hay không là tùy anh em đánh ngắn thôi chứ còn nó quá trên đây làm gì có gọi điểm mua điểm mua một là anh em mua thăm dò ở dưới nền đây này đây là điểm mua đầu tiên này vượt chỗ này à, nó test lại hai là vượt cái đỉnh này gia tăng ở đây hết điểm mua làm gì có điểm mua nào nữa anh em trên này anh em mua gọi là mua nền ngắn ví dụ anh em mua nền ngắn ở trên này đúng không thì anh em dạng đầu cơ đánh t cộng thì ok chứ bảo là mua nền ngắn ở đây vị thế nó cũng tốt mà anh em hâu không hâu nổi ok nam long nằm long vẫn đang loanh quanh đây thôi đánh ác nhỉ anh em thấy không không phải tự nhiên mình không chọn con này đâu mà con này ngày xưa mình đã từng hốc của nó được hai cây này ba cây này này hốc được của nó khoảng mười mấy phần trăm chỗ này này mà cũng tí chết đấy tức là gì bằng chết luôn ý nghiến răng mà chết ý đây này đoạn đấy nhá, nó tăng đây này nó rũ về nó đánh phát hai cây mình mua từ đây mình mua từ khoảng 34 về 32 các thứ mua thêm các thứ ở đấy hết mua hết khung này khung này đấy, thì mình ăn được toàn bộ chỗ này lên trên 39 này đừng có đùa xong rồi ăn như vậy xong nó rũ cho bằng chết luôn không sơi dễ nó đâu con này nó cứ kiểu nó cứ đánh bùng nổ lên ấy xong rồi nó lại đi ngang đánh tức là cái cách của đánh của nó nó như vậy tương đối là khó chịu nhưng mà nó dành cho những ai mà an toàn, thích cổ mà có cơ bản một chút thì nam long là một cái lựa chọn tương đối tốt mà được hưởng lợi từ luật đất đai sửa đổi nhá yeah. hdc vẫn là vờ phát đạt, đạt. <laughs> nói anh phát đạt cũng hơi kinh ấy anh đi ngang hơi nhiều đấy nhá anh đi ngang hơi nhiều mà vôn hơi thấp đấy nhá đúng không vốn hơi thấp đấy và đi ngang hơi nhiều đấy ngày mai anh bật cái cho anh em phấn khởi siết vôn gì siết kinh ấy. mấy anh bất động sản siết quá nhiều rồi Đích đích cũng vậy. Ba hạp viện chẳng giao dịch gì. Sao <laughs> cũng thế, Novaland cũng thế. Chẳng thấy giao dịch giao riêng gì cả, anh em đánh ấy, buồn cười thật. Vinhome lại test lại cái đáy này. Test lại cái đáy này, ai thích om dưa thì chuẩn bị tinh thần nhưng còn gì 41 42 này om dưa thì còn gì nữa, đúng không? Bất động sản tiếp theo là công nghiệp. Công nghiệp này có D2D, ui đề tím cơ. Này ra báo tài chính à? Ờ, giao tài chính D 2 D con này thành khoản thấp lắm này ui này được năm trăm nghìn cổ ui bình thường đâu gì có 20 mươi nghìn đánh sao được IDECO hôm nay cũng hồi phục này DTD hôm nay vẫn đi ngang này SSC cũng vậy VGC cũng vậy Kinh Bắc cũng vậy chưa có diễn biến mới so với hôm qua CTD hôm nay lại hồi phục từ đáy nền này lên đúng không VCG này đi ngang quá là tốt B hôm nay vẫn đi ngang Hút CII vẫn vậy Chưa có thay đổi nhiều giàu cũng vậy Hôm nay có bán lẻ à, Bán lẻ FRT đánh khoảng 5 phút Lúc đấy ấy, mình đi ăn cu trợ lý mà ôi anh ơi FRT đánh FRT đánh Bảo, Rồi Đúng không Báo cáo mà vẫn lỗ thì vẫn đánh tiếp <laughs> Đúng, đùa anh em thế thôi nhưng FRT đánh thì rất là vui tại vì là tại vì sao tự doanh đợt vừa rồi của SHS nó đang cầm FRT mình theo dõi đánh SHS nên mình rất quan tâm của FRT mình không mong nó chết cả MWG nữa đấy MWG thì pick cho anh em điểm mua rồi đúng không quanh 44x thì nay thì chắc cũng có khoảng 1 2 phần trăm đúng không 44x mà anh em mua được 44 thì cũng được khoảng 2 phần trăm đi gì gua cũng vậy hôm nay hồi lấy lại em 20 hôm qua ông nào mà đang sợ vãi đái vẫn đi biên đúng không có cái gì đâu FRT hôm nay làm cây tím đánh như này vượt đỉnh rồi đúng không con này khi nào phải ra chắc phải ra báo tài chính lãi thì mới ra Ubo báo <laughs> tài chính con này phải lãi thì mới ra Ubo được lỗ thì không Ubo nổi lỗ lại vớ vẩn lại kéo tiếp cái <laughs> ba quý lỗ rồi đúng không ba quý lỗ rồi nha yeah lỗ tiếp thì càng tốt <laughs> Pet hồi này Đấy, Dính tin hồi luôn Chẳng có vấn đề gì Cây mùng 8 tháng 11 này. FPT cũng hồi phục này MWG, DGUA Ok, bán lẻ này khỏe Vận tải Vận Tải gì đẹp HAH Sideway rồi Vos Con HAH này rũ cái đi Rũ về tầm 37, 36 đi Đấy, Rũ về đây bật lên thì đẹp này Lờ vờ mãi không tăng được Không rũ không vượt đỉnh nổi đâu Thủy sản này vĩnh hoàn, hồi phục nhẹ từ đáy, sideways up này IDI đi ngang, ANV điều chỉnh Xấu nhỉ Tương đối xấu Nhưng mà Vôn lại nổ Đây này Đấy. Trông xấu nhưng mà vôn lại nổ thì Với mình không xấu lắm trong giai đoạn này Z GIL chỉnh nhẹ Chưa có vị gì Thiệt lợn HAG lại tăng 3% lấy lại cây ngày hôm qua. BAF về đáy lại duy trì, Dabaco vẫn đi ngang. Tiếp hóa chất phân bón, CSV tăng 3%, đúng không? Vậy mà là làm sao để cho anh cả DGC điều chỉnh sấp mặt đúng không? DGC hôm nay thì biết đầu mình pick cho anh em là vùng 87x rồi, đúng không? Để anh em lấy trước một phần rồi. Nếu về sát 87x càng nhỏ mình càng mua, nhà chỗ này mình sẽ mua và mình sẽ chờ T0 xem nó hồi như nào nếu mà nhịp hồi này của DGC tại vì mình đã thấy vôn bán rồi yeah, vôn bán như này rất tốt rũ phải có vôn bán rũ mà không vôn thì là cưa chân bàn rũ bắt buộc phải có vôn và điều chỉnh cũng đã được khoảng 8% phần trăm từ đỉnh rồi đây cũng là một vùng rũ mà mình nghĩ rằng anh em có thể cân nhắc được với mình thì mình sẽ cân nhắc được yeah, đối với DGC tất nhiên sau đây thì quá trình này nó còn phải tích lũy lại còn chán nó hồi đây nó còn đi ngang ở đây nó lên đây nó mới lên được ví dụ nếu mà nó lên nó sẽ kiểu vậy chứ không thể nào nó giật một phát hình chữ V được Yeah. nhưng mình hy vọng là sẽ có sự hồi phục sớm trong một hai phiên tới một tay 0 trước xong mình sẽ chờ theo dõi tiếp đạm cà mau vẫn là vở đáy biên đạm phú mỹ cũng vậy đúng không LAS BFC DDV điện tiện ích pau pau vẫn ở đáy PC1 PC1 thì đây khả năng đi nền ở đây gác Đấy, đáy tv hai vẫn vậy đúng không? chưa có gì mới cả chưa gì mới anh em ạ à. thôi kỳ vọng là nhóm thép sẽ công phá lên trước xong nhóm bất động sản thôi chứng khoán lên thôi đúng không dòng tiền thì bây giờ ba nhóm đấy là ba nhóm tích lũy tương đối tốt rồi dòng tiền bây giờ các anh quay vòng quay tua thì cũng chỉ có bằng đấy nhóm banh thì bây giờ nó bè ngang rồi đúng không nếu mà đẹp thì thôi ngày mai có thể là rũ nốt một phát nữa đi cho chúng nó bán hết đi Thế là tuần sau tha hồ Đúng không? Ông nào mà bán trong tuần này khẳng định với anh em sẽ không mua lại trước tết Vì thế vốn sẽ rất thấp yeah. Cái đấy là cái điều chắc chắn luôn Ông nào bán tuần này tuần sau khẳng định nó không bao giờ mua lại trước tết Ít khi lắm ông nào bán rồi sau tết tầm mua Tâm lý nó là như thế Chứ khi ông quá là kiểu nghiện chứng khoán này. Ví dụ mình mà đặt vào mình đây Bây giờ mình mà bán cổ tuần này tuần sau thì thôi nghỉ Tết thôi Kệ Sau Tết tinh Tâm lý là thế Vì thế chuyện đấy chuyện hết sức bình thường Và cái điều đấy mình đánh giá là điều tốt Tốt cho chứng khoán này, này yeah. mọi thứ mình đang thấy đang ổn định, mọi thứ mình đang thấy đang ổn định, nó đang tương đối ở đúng hướng, yeah. tôi cố gắng kỳ vọng cố gắng kỳ vọng hy vọng là trước tết âm chúng ta có khoảng 3 đến bốn phiên giao dịch mà nó tích cực một chút tích cực theo nghĩa là sự hồi phục có thể là đi ngang mà chỉ số nhưng sự hồi phục của nhóm ngành nó tương đối một chút anh em có khoảng thêm 5 đến bảy phần trăm lợi nhuận thì là quá là ok từ dần tết âm xong ra tết nó có thêm khoảng bảy đến mười phần trăm lợi nhuận nữa của anh em thì coi như là trọn vẹn coi như là trọn vẹn ok xong rồi sau đó xong thì có thể rũ bỏ xong rồi bước vào sóng chính thì lúc đấy chúng ta lại pick tiếp nhá yeah mà từ giờ đến Tết chúng ta lằng nhằng với nhau một tí như vậy đã, ok, hy vọng là cái sự kiên trì của anh em sẽ được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu mà có rũ bỏ cái thứ, mình sẽ tất nhiên đoạn này mình đã nói anh em mình chỉ canh mua thôi chứ mình không canh bán. Mình chỉ canh mua mình không canh bán. Đấy là cứ follow chiến lược đấy thôi, nha. Yeah. Follow chiến lược đấy thôi. Và nếu nó có vấn đề gì xảy ra sau đó thì chúng ta mới tính toán cái chuyện Carlos. Còn nếu nó đang follow đúng chiến lược của chúng ta thì cứ rũ bỏ chúng ta mua hoặc là nền chúng ta thăm dò hoặc là vượt đỉnh chúng ta gia tăng cứ đúng chiến lược đấy mà làm cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúng ta hâu cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúc cả nhà đầu tư luôn thành công anh em mới đăng ký vào nhóm khách hàng anh em đăng ký khóa học đầu năm thì cả nhà nhắn qua zalo trên góc trên màn hình thì mình sẽ cho trợ lý hỗ trợ anh em sau video này luôn cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúc cả nhà đầu tư luôn thành công có phiên giao dịch ngày mai thành công bye bye